một tài khoản nữa trong quá trình tiêu thụ đấy là tài khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp các tài khoản chi phí thì các bạn đã được làm quen rất nhiều ở trong bài uh, uh, sản xuất rồi chi phí thì có kết cấu phát sinh tăng chi phí được ghi bên nợ và phát sinh giảm ghi bên có bên nợ các bạn tập hợp các chi phí trong kỳ còn bên có vì tài khoản này không có số dư, cho nên tất cả các khoản chi phí mà chúng ta tập hợp được đến cuối kỳ chúng ta sẽ kết chuyển sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh. Các bạn xem kết cấu của nó ở trên slide.